Cún ơi, bé ơi, anh có thể gọi tên em mãi như thế này không thấy chán. Anh không biết là anh còn có thể gọi em một cách trìu mến như thế này trong bao nhiêu lâu nữa. Nếu có thể thì anh xin được gọi tên em như thế này mỗi lúc anh nhớ đến em. Anh không được giỏi về ăn nói cho lắm, nên anh sẽ mượn một lời một bài hát để gửi đi những chân tình mà anh bấy lâu nay anh suy nghĩ đến em. Mong em hãy lắng nghe nó và em hãy tin rằng đó là tất cả những gì anh muốn nói với em. Anh hát rất là dở nhưng mà xin em hãy lắng nghe nó nhé.